Chào mừng quý thính giả đã đến với Tôi Đọc Bạn Nghe. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn. Đừng quên nhấn đăng ký để được nghe nhiều nội dung hấp dẫn thú vị tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp phần tiếp theo của tập truyện ngắn Nam Cao Lão Hạc. Truyện ngắn Lang Giận. Ông cựu đầu chả lẩn thần mà lại thế, tự nhiên đi rước cái anh cu Lang Giận ấy về. Giận không phải là tên thật của Lang ta, đó là tên mà bà cựu đặt cho anh. Nhưng tại sao bà lại đặt cho anh cái tên khổ sở ấy? Rồi chúng ta sẽ biết. Ngay hôm mới đầu ông cựu cho Lang Giận quẩy hai cái bồ đến trọ, bà cựu đã cằn nhằn. Bà không muốn chứa cái của khỉ ấy ở nhà bà. Nhưng ông cựu lại bảo, dở lắm, nhà mình rộng, ở không hết. Cho nó ở nhờ một tí, mất cái gì? Cơm của nó ăn, củi của nó đun. Nó thổi nấu lấy, nó ăn, bận gì đến mình mà sợ. Không bận gì đến mình, nhưng mình cũng chẳng được cái gì. Nó ở đâu, kệ thay nó. Chứa nó làm gì cho rách rác cả nhà. Chuyện mình có định uống thuốc của nó thì mới cho nó ở nhờ nhà mình chứ. Bà cựu lắc đầu quậy quậy và nói như sợ mình không nói kịp. Thôi thôi thôi, ông uống thuốc của nó thì ông uống, tôi thì tôi không uống, thuê tiền tôi cũng không uống. Ông cựu đã hơi bực mình, sừng sộ. Tại sao không uống? Người ta uống thuốc nó đầy ra đấy. Người ta uống mặc người ta. Rồi thấy chồng chưa kịp nói gì, bà chíp chíp môi. Ôi chào, chuồng khánh còn chẳng ăn ai, nữa là mảnh chĩnh bỏ ngoài bờ tre. Ông chồng cau mặt. Dở lắm, biết thế nào là chuông khánh, biết thế nào là mảnh chĩnh. Mình đã uống thuốc của nó lần nào đâu mà biết. Bà gân cổ lên cãi lại. Sao lại không biết? Hay thì nó hiện ra ngay mặt ấy. Trông mà không biết. Thế nào gọi là thầy già, con hát trẻ? Thầy với bà gì mà cái mặt trông non tròn trẹt. Cậy gì mũi chưa sạch, quần áo thì thòi ra thụt vào, trông như quân ăn mày. Thế mà cũng đòi vác mặt làm lang thuốc, lang gì, lang thang thì có. Ông bật cười. Không trách được, cái trò đàn bà có khác. Chỉ trong mặt mà bắt hành rong. Ngộ trông người ta nó thế. Nhưng thuốc nó hay thì biết đâu. Tôi thấy nó chữa mấy đám đều khỏi cả. Vợ Lý Tính trên đoàn hộ ấy, mãi mãi có đẻ đâu. Thế mà uống thuốc của nó, một tễ thôi mà bây giờ bụng đã chữa bằng cái thúng. Thế rồi lại còn con mẹ vị ở làng ta đấy, lấy chồng mười mấy năm không chữa, uống thuốc của nó, hồi đầu riêng đẻ được. Bà cựu thấy mình đuối lý, tét môi cười. Nhưng biết rằng có phải là tại thuốc của nó không? Sao lại không phải? Thì chính những người ấy bảo. Bà cựu ngần ngừ. Ông thấy mình đã có phần thắng thế, bảo thêm về cái việc thuốc men. Không cứ gì thầy hay thầy dở đâu, phải mặt thì nó khỏi. Có khi uống thuốc những tay đại danh sư 50 đồng một thang không khỏi bệnh, mà chỉ một hào thuốc lá của con mẹ ngồi ngoài chợ là khỏi bệnh. Có bệnh thì vái tứ phương, thấy ai bảo thuốc hay mà chả lấy thì hẳn thế rồi. Nhưng khốn nỗi tôi trông cái lão lang này chẳng có mẽ gì. Người dở người, con run chết dở con run chết. In như là cái đồ chết đói, chết khát ở đâu lần đến. Ông cựu trợn mắt lên. Ai cha, đừng có khinh nó nha. Con ông ấm, cháu ông cử đấy. Ông nội nó ngày xưa, chân cử nhân. Mới đầu đi chi huyện, về sau lên án sát rồi về hưu. Thăng làm tổng đốc, con nhà gia phết đấy. Chứ có phải tầm thường đâu. Có điều nó thất thế nên mới phải đâm đầu ra đi làm lang thang như vậy. Chứ chữ nghĩa xem ra khá lắm. Tôi rước nó về đây là có ý dần dà, rồi tôi gạ nó dạy cho tôi học thuốc. Ôi chao ôi, học với hành gì ông ấy. Ông ấy thì chỉ có tài bàn tổ tôm là ông ấy học. Mà tài bàn tổ tôm thì ông ấy chẳng cần ai dạy nữa. Có mấy ngày mấy đêm là ông không đi tìm đám họp. Có điều ông đã muốn thì bà cũng phải cắn răng mà chịu. Thật tình thì bà chẳng ưa cái anh lang cu con này một tí nào. Người mới ngậm gì mà đến hay. Anh chàng có cái mặt trông dư dáng thật. Mặt gì mà nặng trình trịch như người mặt phù, da như da con tằm bủng, lại lấm tấm đầy những tàn nhang. Cái trán ngắn ngủn lại gồ lên. Đôi mắt thì híp lại như mắt lợn xẻ. Môi rất nở, cong lên, bịt gần kín lên hai cái lỗ mũi con, khiến cho anh ta thở khò khè. Nhưng cũng chưa tệ bằng lúc anh cười.
Bởi lúc anh cười thì cái trán chau chau, đôi mắt đã híp lại híp thêm, hai mí gần như dính tịt lại với nhau, môi càng lớn thêm lên, mà tiếng cười toàn bằng hơi thở thoát ra khìn khịt. Trời đất ơi, cái mặt ấy dẫu cho mỗi ngày rửa ba lượt xà phòng, bà cựu trông thấy vẫn buồn mửa. Huống chi là anh chàng lại bẩn gớm bẩn ghê. Có lẽ mỗi buổi sáng ra cầu ao, anh chỉ nhúng mấy ngón tay rửa độc mỗi một tí đầu mũi mà thôi. Mặt anh mốc meo lên, còn quần áo thì gỗ ghỉnh, mắt thì đầy dị. Đứng cách ba thước còn ngửi thấy mùi chua, mà sách dưới, mà mất cúc, mà sức chỉ, mà lôi thôi lếch thích. Không hiểu anh ta chỉ có một bộ quần áo hay sao, mà từ ngày đến nhà bà đến giờ vẫn chưa thay. Hèn chi mà giận lắm hơn cả giỏi, chúng bò lồm ngồm cả xuống cái giường của anh nằm. Anh ngồi chỗ nào, lúc đứng lên, thế nào cũng có mấy chú giận cành ra nằm ngửa, múa may những cái chân nhỏ li ti, như một người bụng to ngã chồng cành, không biết làm thế nào để mà đứng lên. Thỉnh thoảng gặp những lúc không có việc gì làm, anh ta ngồi ở đầu hè, cởi ra, nhặt giận đưa lên miệng nhấm, kêu lép bép. Còn cái gì tởm cho bằng cái cảnh một ông lang trần trùng trục, ngồi bắt giận trong một nhà sạch sẽ như nhà bà cựu. Có một người đàn bà trẻ, đầu lúc nào cũng mượt trơn, yếm lúc nào cũng trắng bong, quần lụa cạp điều lúc nào cũng buông trùng đến gót chân, và một cô con gái chưa chồng có tiếng là đòm dáng gọn gàng như cô Đính em ông cựu. Bởi vậy mỗi lần bà cựu và cô Đính trông thấy thế, cả hai cùng sầm mặt nguýt la, rồi họ lắc đầu bĩu môi, đưa mắt nhìn nhau như để chia sẻ với nhau nỗi bực mình. Nhưng bực mình thì bực mình, họ cũng phải bật cười, và họ đặt tên cho lang là Lang Giận. Người ta thường bảo khi hai người con gái lớn ở với nhau cùng một nhà thì họ thành tinh. Bà cựu tuy có chồng rồi nhưng chưa có con. Có thể nói không con, ai ai cũng bảo rằng bệnh của ông cựu đã thế thì có uống thuốc tiên cũng chẳng lành. Mà nếu bệnh của ông đã lành, thì bà ấy trừ phi có thể nào, có lẽ cứ thường ra thì dẫu đúc người vàng bỏ vào bụng cũng không đẻ được. Một người đàn bà lấy chồng 15 năm chưa chừa đẻ, nếu không âu sầu đến héo quắt người đi, tất phải là người vui vẻ trẻ trung. Ông cựu thì nay tổ tôm, mai tài bán vắng nhà luôn. Thế nghĩa là bà cựu tuy đã ngoài 30 vẫn con gái như ai vậy. Còn cô Đính thì còn là con gái đích rồi. Con gái đến thì những năm ngoái năm kia nhưng lại chưa chồng. Hai người ấy ở với nhau thật là phải lắm. Họ cũng trẻ cả, trẻ người, trẻ nết, trẻ đến cả câu nói tiếng cười. Họ lại không phải làm gì. Ông cựu là một tay giàu có ở làng này, là một người kỳ cựu đanh thép. Ông nắm được nhiều mối lợi của làng, chỉ trông vào những mối lợi ấy, cả nhà ông cũng đã thừa ăn. Thế rồi còn tiền dư thì cho vay nợ lại, lấy cầm, lấy cố, đặt thóc non. Ở nhà quê có 7.000 đồng bạc trong tay, mà lại là tay cứng, chỉ có hỏng bắt nạt người ta chứ chẳng ai dám bắt nạt mình. Thì có cần gì phải làm đâu, chỉ khéo cắt đặt đồng tiền một chút cũng đã thừa sung sướng. Huống hồ ông cựu lại không con, tiền chẳng để làm gì. Như vậy thì tội gì mà bắt vợ ông em ông phải đầu do mặt mũi. Bà cựu và cô Đính cứ việc ăn chơi cho đến thỏa, no lắm dựng nhiều, ấy là một câu cửa miệng của người ta. No lắm mà lại chỉ nồng nũng chơi không thì càng dựng nhiều lắm lắm. Bà cựu và cô Đính chỉ tơ tuốt suốt ngày, nói đùa nói bỡn suốt ngày, cười hi hí và phát nâng nhau đồm đồm. Chỉ khổ ông Lang Giận, ông bị họ khinh bỉ, lườm mít, phỉ nhổ, nhạo cười, chế giễu đủ trăm hình trăm cấp. Ông hơi mở miệng nói là họ chặn họng ngay, ông hơi nhếch môi cười là họ quặn ngay mặt lại, nhổ bọt đến phì một cái. Mà cơ khổ chứ, Lang Giận lại là một anh chàng lẻo bẻo. Thấy họ cười nói, anh chàng cứ như thấy cao hứng thế nào, anh không thể nào nhịn được. Anh cười, anh gật gù, rồi anh lên la chõ mồm vào. Tội nghiệp, mẹ anh chết từ ngày anh mới lẫm chẫm biết đi. Anh lấy liên tiếp ba đời vợ, nhưng vợ nào cũng chê anh. Cuối cùng thì bực chí, quẩy đôi bổ thuốc ra đi. Anh đi khắp đó đây tìm một nỗi an ủi nhưng chưa bao giờ gặp.
Bởi thế mà anh chàng thấy đàn bà là cứ y như mèo thấy mỡ. Họ hốt anh như đá nam châm. Anh rất thích được ngồi với họ, nghe họ nói cười, được góp với họ một vài câu nói của anh. Chỉ thế thôi. Chứ anh cũng chẳng dám ao ước gì hơn. Nhưng chỉ có thế thôi thì người ta để mặc anh ư? Đừng nghĩ thế mà lầm. Nói leo cũng tùy từng chỗ mà nói leo. Ở chỗ nào chứ ở nhà bà cựu thì được bẽ. Hãy hỏi thăm Vụ Lợi nhà bà xem. Vụ Lợi là người ở của nhà bà. Không còn một người đàn bà nào có thể xấu hơn. Vụ béo trục béo tròn, mặt rỗ như tổ ong bầu, mắt trắng môi thâm, má đen như thằng quỷ. Ở quanh đấy người ta vẫn lấy tên Mụ ra mà dọa trẻ con. Hơi trẻ nhà nào khóc người ta lại bảo: "Nín đi, nín, Mụ Lợi kia kìa." Thế mà Mụ Lợi hiền lành lắm. Phải hiền lành mà tốt nhịn, bảo sao nghe vậy thì mới ở nhà bà cựu được. Nhưng hồi mới đến, Mụ cũng phải cái tật nói leo. Bà cựu mắng như băm như bổ vào mặt cho, không còn biết mấy mươi lần. Bây giờ thì Mụ chừa rồi, ai cười ai nói cũng mặc, suốt ngày Mụ chỉ im như thóc. Nhưng nói, trao đổi những ý nghĩ, những nỗi lòng, có lẽ là cái tật chung của loài người. Không được nói thì khổ lắm. Từ ngày có ông Lang giận, những lúc không có ai, Mụ Lợi thường lân la nói chuyện với ông. Mà ông Lang chẳng biết nói với ai, cũng nói chuyện với Mụ, để có người mà nói với. Mới đầu chỉ là những chuyện quanh quẩn trong sáu bếp. Đại khái họ hỏi nhau: "Bếp có dỗi không?" "Dỗi." "Ý dáng ông Lang định thổi cơm ăn. Đã đói bụng rồi đấy à?" "Đói hay không thì cũng phải ăn cho xong bữa chứ." "Đã gần hết gạo chưa?" "Có lẽ mai tôi lại phải đi chợ huyện. Có muốn đong mấy đồng thì gửi tiền tới đong dùm." Dần dần thỉnh thoảng Mụ hỏi ông Lang về những bệnh của đàn bà. "Này ông Lang này, tôi chỉ có cái trứng thế này thì ông bảo ra sao? Tôi ăn được, ngủ được, trong người không thấy bệnh hoạn gì. Nhưng thỉnh thoảng vùng mặt cứ nóng bừng bừng, y như là cầm bó đóm mà hơ. Thế thì nó là cái bệnh gì?" "Chân hỏa vượng, cái hỏa nó bốc lên đầu." "Thế có sao không?" "Kể mà có tiền uống thuốc cho nó hạ bớt cái chân hỏa ấy thì cũng tốt. Để vậy nó hay sinh váng bớt nhức đầu." "Ủa đúng thế rồi, tôi nhức đầu luôn." "Nguyên do là tại nhà chị không sinh đẻ. Chứng bệnh của chị, những đàn bà quá, những đàn bà không có chồng, không mấy người không có. Nhiều người lấy chồng tự nhiên khỏi bệnh, chả cần uống thuốc gì." Mụ Lợi lại tưởng thầy Lang bỡn Mụ, nhìn trộm thầy một cái rồi ngoảnh đi. Mụ thẹn. Nhưng đến lúc thầy Lang thổi cơm xong đứng lên ra, thể nào Mụ cũng nhìn theo sau lưng để tủm tỉm cười. Thầy Lang cũng vẫn không hay biết một tí gì. Người ta không thể ngờ một người đàn bà xấu thế mà cũng có người tình như người đàn bà khác. Nhưng một hôm thầy Lang đang bắt giận, Mụ Lợi đi qua hỏi: "Sao ông Lang vừa bắt giận hôm qua, hôm nay lại bắt giận đâu mà nhiều thế?" "Vô thiên, không biết sao nhiều người suốt đời không có lấy một con mà mình thì lại nhiều thế. Thịt người ta đắng, những người thịt ngọt thì mới lắm giận." "Thật á?" Thầy Lang ngước đôi mắt ngạc nhiên nhìn Mụ Lợi. Mụ Lợi tủm tỉm cười: "Thật đấy." "Sao chị biết?" "Sao chả biết, người ta bảo thế. Với lại thịt có ngọt thì mới nhiều giận chứ." Lý sự của Mụ nghe lẩn thẩn, nhưng thầy Lang cũng tít đôi mắt lại, cười khỉn khịt: "Thầy khoái lắm. Khoái không phải vì vừa học được một điều chưa sách thuốc nào nói đến. Khoái chính là vì thầy cũng được một cái thịt ngon lành hơn kẻ khác. Cũng là hơn đời vậy." Và trước đôi mắt ti hí của thầy, Mụ Lợi đổi khác hẳn đi. Mụ không còn là Mụ Lợi đần độn và cục mịch. Mụ đã là tri kỷ. Từ đấy đôi tri kỷ thường tâm sự với nhau. Mụ Lợi đã biết rõ ràng về gia cảnh của thầy Lang. Thầy Lang cũng tỉ tê hỏi dò Mụ, mà thông tỏ được cái ngọn nguồn lạch sông của Mụ. Thì ra Mụ cũng đã long đong lận đận vì tình duyên lắm. 30 tuổi, Mụ chưa có người nào hỏi. Mụ cho là vì Mụ quá nghèo, lại không còn mẹ còn cha, Mụ y ở quanh năm. Người ta nuôi Mụ thì chỉ biết nuôi, nuôi Mụ để hầu hạ người ta. Còn cái sự Mụ có chồng hay không có chồng thì mặc Mụ. À, cái nghề con gái mà đã không có trải, có chủ, có người đứng ra để gả bán cho thì còn ai biết đường nào mà hỏi. Mụ ế chồng là vì thế, hay là theo ý Mụ thì vì thế. Mãi đến năm 33
mụ mới gặp được một người hỏi làm hai. Thế là người cũng hiền lành. Và lại, nhà cũng khá giàu, mụ bằng lòng. Thì cũng tưởng, nửa quả bồng còn hơn cả một chùm dung chát. Ai ngờ mụ phải lừa. Con vợ cả thấy mụ đi ở mãi, tưởng mụ dành dụm được nhiều vốn liếng, lại hay làm, nên bàn với chồng lấy mụ về để bòn tiền và để mụ làm cho. Cũng là một cách dùng đứa ở đó thôi, nhưng lại đỡ tiền công mà lại còn được tiền thêm nữa. Mới đầu cả hai đứa còn chiều mụ, nhưng khi chúng đã nặn hết tiền của mụ rồi, chúng trở mặt ngay. Mụ thấy mình chẳng được tí nhân nhị gì mà lại còn sót đến thân, tức mình không ở nữa. Mụ lại đi ở thuê như trước. Cứ như vậy cho đến năm nay, mụ đã 36 rồi. Kể thì cũng đáng buồn. Lắm lúc nghĩ mình chẳng còn mấy chốc đã già, mụ cũng muốn xem có ai yêu đương thì lấy người ta, xấu tốt cũng được, miễn là khỏi mang tiếng không có chồng. Nhưng cũng lắm lúc mụ lại muốn cứ mãi thế này, một mình làm, một mình ăn, chẳng chồng con gì nữa, đời bạc lắm. Nhưng có người không bạc, thầy lang ta nghĩ thế. Và thầy nghĩ đến những người vợ thầy rất bạc. Tại sao những người đàn ông tốt lại cứ hay gặp phải những người đàn bà bạc ấy? Còn những người đàn bà không bạc thì lại gặp phải những người đàn ông bạc. Thầy lang giận bồi ngồi thương thân mình và thương cho người đàn bà hẩm phận. Họ than thở với nhau và phàn nàn cho nhau. Được ít lâu bà cựu và cô đính biết, họ bảo nhau, buồn cười quá chị ơi. Còn mụ lợi, vá áo cho thằng lang giận. Thật ư? Cô trông thấy bao giờ? Vừa lúc nãy, nó đang vá, thấy em vội giấu vào trong cái cối xay. Em vờ như không biết, sai nó đi lấy cho em cái chậu thau. Nó đi rồi, em lại cái cối xem, mới biết là cái tổ giận của thầy lang. Thế thì dễ thường anh chị phải lòng nhau. Tôi cũng thấy chúng nó ít lâu nay hay cười cợt với nhau lắm. Mà con kia thì mua quả bánh cho thằng ấy luôn ấy. Sao cũng được, chết với nó thôi. Dễ thường chúng nó vẫn ngủ với nhau trong bùng bếp nhà mình. Thật đấy, ta phải dình bắt quả tang một mẻ, rồi liệu cho chúng nó. Những đồ vô phúc, nhà mình lại nhà làm ăn. Tuy nói vậy, nhưng thật ra thì bà cựu tò mò hơn là tức giận. Cả cô đính cũng thế. Cuộc dò la, dình trực đem một chút thú vị đến cuộc đời của họ. Nhạt phèo và buồn tẻ, bởi vì nhàn quá họ đùa bỡn, cười hi hí suốt ngày thật đấy. Nhưng vẫn buồn. Một đêm cô đính rón rén vào buồng bà cựu, bấm bà một cái. Bà cựu biết ngay là có sự lạ rồi. Bà thì thầm hỏi em chồng. Gì thế? Lang dẫn vào buồng mụ lợi. Mới vào à? Mới vào. Mà vào xong chúng đóng cửa lại ngay. Được rồi. Khẽ khẽ chứ, kẻo chúng nó nghe thấy. Cái khóa đâu rồi? Đưa tôi. Lặng lẽ như cái bóng, họ rón rén ra khỏi buồng, đi xuống bếp. Cửa buồng bếp quả nhiên đóng thật. Mụ lợi xưa nay không có thói cài cửa trong khi ngủ. Nếu không rước ông lang giận vào trong ấy, sao mụ phải cài kỹ thế? Bà cựu thấy một cái cảm giác giống như là mừng rỡ. Bà nín thở. Một bàn tay run rẩy của bà sờ vào cái đanh khuy. Tay kia đưa cái khóa lên. Cái khóa đồng kêu một tiếng nho nhỏ. Đồng thời tim bà cựu nhảy tót lên vì vui sướng. Bà không giữ nổi một tiếng cười đắc chí. Còn cô đính đứng đằng sau chị, véo mạnh chị một cái rồi cũng cười nho nhỏ. Chắc anh chị ở trong buồng nghe thấy, họ thì thào như để hỏi nhau. Rồi áng chừng một người đi thật khẽ ra chỗ cửa. Y rút then cài cửa thật gượng nhẹ, từng tí một, từng tí một. Rồi ánh cửa hé ra một chút, nhưng vướng cái khóa không mở thêm được nữa. Im lặng trong vài phút rồi lại có tiếng thì thào. Ý chừng họ bảo cho nhau biết rằng họ bị người ta nhốt và bàn bạc. Những tiếng bàn bạc trước còn rụt rè, lẹ tẹ, dần dần trở nên náo nhiệt. Có lúc tiếng nói thầm gay gắt quá, bật lên thành những tiếng ở ngoài nghe rõ. Sau cùng thì họ làm như là cắn rứt lẫn nhau. Mà thật ra thì chính là họ đang vạc lẫn nhau. Chị thì mắng anh. Chị mắng anh. Im đi, lại còn nói người ta. Người ta đang ngủ, mặc người ta. Ai bảo mò đến buồng người ta? Anh cãi lại. Ai bảo mày gạ gẫm tao? Ai gạ gẫm nhà anh? Có anh quyến rũ tôi thì có. Cái mặt mày đẹp đẽ lắm ấy. Mà tao phải quyến rũ mày. Còn cái mặt ấy thì đẹp lắm hẳn. Đồ bạc miệng. Bà cựu
với cô Đính đứng ngoài nghe thấy, cười đau bụng. Họ cười và họ chửi, bố khỉ, thế mà chả xưng là con ông nọ cháu bà kia. Úi chao, ấy, con ông ấm đấy, ấm đồng hay là ấm đất đấy, ấm thổ tả, ấm đi chui vào buồng con ở nhà người ta. Để sáng mai ban ngày ban mặt, nhìn cho rõ cái mặt ấy xem thế nào. Thật đấy, cứ để sáng mai ông cựu về rồi sẽ liệu. Sao cũng được, đem ra điếm cùng cho cả làng trông thấy. Trong buồng im lặng, chúng thấy có người đứng ngoài nghe, thẹn quá không cãi nhau nữa. Hay là chúng lo? Sáng hôm sau, ông cựu vừa về đến ngõ, bà cựu đã chạy ra nhăn nhở. Ông chỉ đi suốt đêm, chả ở nhà mà xem. Đêm qua chúng tôi bắt được thằng kẻ trộm. Chỉ bậy thôi. Thật đấy, thằng kẻ trộm lẻn vào buồng con mụ lợi. Tôi lừa khóa được cửa, nhốt cu cậu ở trong ấy. Ông về mà xem mặt nào. Cô Đính đưa mắt nhìn anh, cười danh mãnh. Bà cựu nháy em chồng cười. Ông cựu biết ngay là đã có chuyện gì rắc rối. Ông lật đật đi thẳng về buồng bếp. Vợ và em vừa theo, vừa khúc khích. Cô Đính đưa chìa khóa cho ông cựu. Ông mở khóa. Ông đẩy tung hai cánh cửa ra. Và ông giật nảy mình. Mặt ông quay lại tái mét. Mắt ông là đôi mắt của một người hoảng hốt. Bà cựu và cô Đính ngạc nhiên. Gì thế? Họ nhìn vào căn buồng vừa mở cửa. Một đôi chân tím bầm lủng lẳng trên không khí. Đó là ông Lang Giận. Ông thắt cổ bằng một cái ruột tượng gốc của mụ lợi. Cái mặt ông đọng máu sưng lên bằng cái thớt. Cái đầu ông ngoẹo xuống như đầu một thằng bé khi nó dỗi. Trông thật là thiểu não. Nhưng không ai kịp ái ngại cho ông cả. Đây là án mạng, lôi thôi lắm. Cả nhà ông cựu cuống quýt, lo xanh mặt. Riêng mụ lợi vẫn còn nằm ngủ, miệng há hốc và ngáy to như xẻ gỗ. Bà cựu phát mụ đôm đốp 5-6 cái, mụ mới giật mình choàng dậy. Mụ ngơ ngác nhìn quanh, và khi trông thấy tỉnh nhân, mụ rú lên. Mụ vật vã người khóc giống như một con chó chưa quen xích. Tội nghiệp cho con người quá ủ lì. Sau khi cãi nhau rồi, mụ lăn ra ngủ thật say. Mụ có ngờ đâu trong lúc ấy thì tỉnh nhân ngồi nghĩ ngợi xa gần. Y thẹn, y buồn, y giận đời, y giận trời, rồi y giận thân. Y tím ruột, tím gan, y nghĩ đến cái nhục sáng hôm sau. Ấy thế rồi, y bật diêm lên, tìm một cái gì đó để làm một cái dây. Câu chuyện dì Hảo. Dì Hảo là con nuôi của bà tôi. Bố đẻ của dì chết đã lâu, mẹ đẻ dì là bà xã Vận, một người đàn bà bán bánh đúc xay, ngon có tiếng khắp làng Vũ Đại. Tôi biết bà là vì hồi còn bé tôi rất ưa ăn bánh đúc. Có lẽ lúc tôi sinh ra, ông trời đã định sẵn cho tôi một cái kiếp chẳng giàu sang, nên phú sẵn cho tôi cái tính thích những món ăn rẻ tiền của những người nghèo túng. Lúc có tôi thì nhà tôi chẳng còn nghèo, thế mà tôi cứ thấy ăn cơm gạo đỏ, thổi khô khô với rau muống luộc chấm tương ngon hơn là cơm tám với thịt đông. Mà cái bánh đúc xay nấu khéo còn đậm vị gấp nghìn lần. Cái bún tuy trắng tuy mềm nhưng nhạt bét. Mỗi sáng tôi cầm 2 xu mẹ phát cho, theo con ở đi ra hàng. Hàng là một cái chợ nhỏ của làng tôi, họp ngay ở mặt đường. Mỗi sáng chỉ họp độ 1 giờ là đã tan. Từ đằng xa tôi đã thấy những người đàn bà váy bạc phếch rúm xít quanh mẹt bánh đúc của bà xã Vận. Bà thái không kịp bán. Tuy vậy mới trông thấy tôi, bà đã ngừng dao, nhặt 4 tấm bánh gói gọn ghẽ vào lá chuối, tươi cười đưa cho. Không phải là bà thấy tôi ngộ nghĩnh đáng yêu, nhưng bà không thể quên rằng bà còn nợ bà tôi mấy chục bạc. Cháu ngoại của một người chủ nợ, kể cũng đáng cho người ta quý trọng. Tôi đưa 2 xu, ôm 4 tấm bánh về. Bà bán đúng 1 trinh 1 tấm. Mua nhiều hay ít thì cũng thế, tấm bánh chẳng lấy gì làm to. So với bánh của người khác có phần hơi đắt, nhưng mà ngon hơn. Cái bột xay rất nhuyễn, vôi bỏ vừa, mịn chắc đấy. Nhưng không đồng một tí nào, bẻ ra ăn với cá bống kho ráo nước cho đến cong lên, dầm vào một tí tương cua thì thật tuyệt. Về sau, ngọn gió đời đưa đẩy tôi trải qua rất nhiều cảnh huống. Vất vả nhiều nhưng cũng có lúc phong lưu. Có lúc tôi có thể thừa cách mà hưởng tất cả các cao lương mỹ vị. Nhưng chưa bao giờ tôi gặp một món ăn không thể làm tôi quên được cái vị thanh đạm mà vẫn đậm đà của bánh đúc ăn với cá bống dầm tương. Nghĩ đến bây giờ tôi cũng còn muốn nuốt nước bọt. Mà cứ nghĩ đến bánh đúc là phải nghĩ đến bà xã Vận.
Chồng bà chết đi để lại cho bà một trai một gái, con chị hơn thằng em 3-4 tuổi. Như thế con chị có thể dắt em đi chơi để mẹ kiếm gạo. Nhưng một hôm bà xã bỗng nhận thấy rằng thằng cu đã có thể đi chơi một mình. Hơn nữa nó có thể tha thẩn ngoài sân với con chó để coi nhà được. Con chị hóa ra thừa, cũng phải cho nó đi ăn đi ở với người ta để kiếm manh quần tấm áo. Chả gì cũng bớt miệng ăn, phần cơm của nó để em nó ăn thêm. Như thế em nó được no thêm một ít nữa. Bà đã để ý và nghe ngóng xem nhà nào có cần nuôi thêm đứa ở bế em chăng? Chưa có ai buồn hỏi đến, thì một hôm bà lại nghĩ về người chồng đã chết. Khốn nạn, khi ông đã nằm xuống đấy thì bà chẳng còn một đồng nào. Bà chạy ngược chạy xuôi, văn lại hết người nọ đến người kia, mới vay được non chục bạc. Non chục bạc thì chỉ nộp lệ làng. May cho con mỗi đứa một cái áo tang và cho bà một cái mấn. Rồi biện miếng trầu bát nước cho làng xóm cũng đã không đủ rồi. Thành thử bà chỉ dám mua cho ông cụ áo quan có non 3 đồng. Rõ nghĩ mà thương, no vừa mỏng vừa mọt, mộng chẽo trà chẽo trọt, giá chỉ bóp mạnh cũng răng rác được. Cô ấy được mấy nỗi mà nát, bấm đốt ngón tay đã được 6 năm trời rồi. Cũng phải cố biện bát cơm bát canh để thay cho ông ấy cái áo mới chứ. Cứ để thế thì tội nghiệp. Nhưng làm sao bây giờ? Bà dẫn Hảo đến cho nhà bà ngoại tôi. Bà tôi ngoan đạo như những người vừa biết Chúa, thích nuôi trẻ ngoại đạo. Rửa tội rồi nuôi làm con nuôi, đó cũng là một cách để con cái Đức Chúa Lời ngày một thêm đông. Bà tôi còn nhân đức giả đăn đắt để trừ nợ 5-6 đồng. Thành ra bà xã chỉ còn được lấy có 7 đồng bạc thôi, nhưng hơn chục đồng còn nợ lại. Từ đấy bà cứ lần khân mãi. Có gặp bà tôi cũng chỉ van lạy khất chứ không chịu trả. Bà tôi có bực mình cũng chỉ mắng té thát có mấy câu chứ không chửi bới tàn tệ hay bắt bớ. Ấy cũng bởi bà tôi là một người đi vay. Nhưng khi vui chuyện, người thường kể lại với chúng tôi rằng ngày xưa khi ông thu bạc bỏ nhà đi, người còn phải trả hơn 100 đồng bạc nợ. Người làm lụng rất vất vả. Từ chiều hôm đến ban mai, một nắng hai sương, quanh năm chẳng có chút nghỉ ngơi mà không bao giờ đủ tiền nộp lại. Vì thế, hơi bước ra khỏi nhà là đuổi trốn. Giá có cái áo hơi lành hay nắm gạo ăn cũng sợ người ta bắt mất. Có lần người đong được một hào gạo, dúng vào vạt áo và mua cho mẹ tôi, hồi ấy mới lên 3, một nắm xôi. Đã cố lẩn lút mà thế nào cũng bị một con chủ nợ tinh mắt trông thấy. Con mẹ ấy có tiếng là khe khắt. Bà tôi sụp ngay xuống lạy và khóc lóc, xin khất nó. Nó chẳng rằng chẳng nói rằng lấy dúng gạo, nắm xôi, đổ vào trong nón rồi ngoắt đi. Cũng may người phu quét chợ trông thấy thế, nghĩ tức lây bảo nó rằng: bà có bắt thì bắt của người ta nắm gạo đã là cùng rồi. Còn xu xôi người ta mua cho con người ta thì phải để cho con người ta chứ. Con người ta chịu đói khóc, khóc có bong móng mũi ra từ sáng đến giờ mà bà bắt của người ta thì nó chết. Bà cũng có con mà bà nỡ đang tâm thế à? Con mẹ kia ngoằn ngoắt, tớn môi lên: ai khiến nhà bác chõ mồm vào đây thế? Rõ khéo con tiểu, bác thương nó thì mua cho nó. Người phu quét chợ bực mình quăng ngay cho bà tôi 2 hào: đây này, tôi cho bà chị vay, đến bao giờ kiếm được thì trả tôi. Chúng nó giàu mà coi đồng xu bằng cái mệt. Vì thế người ta đồn rằng người phu quét chợ phải lòng bà tôi. Nhưng bà tôi quả quyết với chúng tôi rằng từ hôm cho bà tôi vay tiền, có gặp bà tôi ông ta chỉ lảng đi như không trông thấy. Nhưng chỉ mấy hôm bà tôi cố tìm tiền đem trả cho ông, phân minh tử tế. Hai người chẳng bao giờ nói với nhau những lời có thể gọi là trai lơ. Về sau khi bà tôi sạch nợ và có chút tiền mà ông tôi vẫn biệt thăm, có nhiều đám muốn hỏi bà tôi làm vợ, toàn những đám danh giá, nhưng bà tôi từ chối hết. Bà tôi bảo nếu tôi không nhất định chờ chồng làm lụng nuôi con thì tôi lấy người phu quét chợ ngày xưa rồi. Một người đã khổ sở vì tiền tất phải quý đồng tiền, nhưng không phải vì thế mà bà tôi nỡ bắt những con nợ của người phải chịu những nỗi khốn nạn mà trước kia người đã phải chịu. Đối với bà xã Vận, người tỏ ra dễ dàng, nhưng sự dễ dàng ấy một phần nữa cũng vì cô Hảo được người nhận làm con nuôi. Mới đầu dì Hảo khóc lóc, đến 10 hôm dù có được ăn no mặc lành đi nữa,
người ta cũng không thể phút chốc mà quên đi cái lều hôi hám là nơi mình đã đói rách khổ sở với em và mẹ. Nhưng rồi dì cũng khuây dần. Dì theo mẹ tôi đi nhà thờ học kinh và các lễ cầu cho được dỗi linh hồn. Dì thấy đi đạo cũng vui. Dần dần người ta dạy cho dì biết có một Đức Chúa lời dựng lên trời đất, muôn vật và loài người ta. Đức Chúa lời có ba ngôi và ngôi thứ hai ra đời lấy tên là Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu chịu đóng đanh trên cây thánh giá để chuộc tội cho thiên hạ. Ai tin những điều ấy thì được dỗi linh hồn. Bằng ai chẳng tin thì phải xuống địa ngục, đầy lửa sinh, lửa diêm. Có tiếng khóc lóc và nghiến răng. Tiếng khóc lóc và tiếng nghiến răng ken két thì dì không sợ lắm. Rồi hồi còn ở nhà, em dì khóc nhè nhè suốt ngày. Những hôm nó nóng đầu thì đêm ngủ nó nghiến răng ken két. Quay đi thì cũng không sợ gì. Nhưng dì sợ lửa sinh lửa diêm, nó thiêu đốt người ta đời đời kiếp kiếp. Con là thánh cũng không chịu nổi. Nghe nói đến địa ngục là dì lè lưỡi ra. Và dì tin. Dì trở nên rất ngoan đạo nữa. Dì và tôi đọc kinh và hát vãn với nhau suốt ngày. Dì bắt đầu muốn săn lánh hẳn cái lều tối tăm đầy những ma cùng quỷ. Thực tình dì rất ít khi muốn về thăm mẹ ở nhà. Và mỗi lần có phải về thăm mẹ, dì thấy hơi rờn rợn khi đến gần cái bàn thờ, lúc nào cũng âm u như che đậy bao nhiêu là bí mật. Và đây mới thật là cái buồn não ruột. Dì thấy ghê ghê, ngay mẹ dì. Bà xã vận bỗng thành người đồng bóng. Những ngày rằm mồng một, bà thường khăn trầu, áo ngự, đến điện nhà cô đồng ốc để hầu. Dì dùng những lời rất khinh bỉ để nhạo báng bà. Mẹ con dần dần chẳng muốn nhìn mặt nhau, làm gì cho thêm bực. Chao ôi, nào có gì phải những người tư tưởng. Ngay ở những người không tư tưởng cũng đã có sự chia rẽ tư tưởng rồi. Bây giờ dì Hảo chỉ biết có mẹ nuôi. Dì rất mến mẹ tôi và yêu tôi hơn tất cả những người dì yêu cháu. Dì chỉ có một việc suốt ngày theo gót chân tôi. Kể ra tôi đã đủ lớn để không cần ai giữ nữa. Nhưng mà tôi chỉ có được mẹ tôi lại chỉ có được mình tôi. Trong một căn nhà có của ăn của để mà lại hiếm người như thế. Lẽ tất nhiên tôi cũng có quyền bé bỏng lâu hơn những con nhà khác. Dì Hảo cũng tưởng tôi còn bé lắm. Dì tìm đủ mọi cách để nuông tôi. Có lần dì không ngại trèo sang vườn hàng xóm ăn cắp ổi để cho tôi vừa ý. Những lúc đi đâu khí xa xa, vừa thấy tôi loạng choạng bước chân, dì đã cõng tôi lên. Kẻo chân chó dì dẹo mất. Thật là buồn cười và thảm hại. Ngồi trên lưng dì, hai chân tôi thò xuống, có dễ dài hơn chân dì. Dì ngẹo đầu đi, mặt đỏ bừng, nước mũi chảy ra lạch thạch vác tôi đi. Thế mà tôi có đòi đứng xuống, dì cũng nhất định không chịu đấy. Sự tận tâm của dì cảm động lòng tôi. Mãi đến lúc tôi đã đi học, dì đã ngồi trên khung cửi. Lúc chúng tôi còn quyến luyến nhau, tôi học bài bên cạnh khung cửi dì, dì thúc giục tôi. Nghe những lúc bài học lùng củng như ếch kêu, chó cắn, tôi đã học sang vần chắc. Dì khen tôi giỏi quá, khó như thế mà nhớ được. Tôi tưởng những âm thanh vô nghĩa ấy là những câu thần chú gọi cái khôn của loài người. Dì cố nhẩm theo và lâu dần thuộc lòng tất cả bài học của tôi. Có lúc tôi ấp úng, dì lại nhắc cho tôi đọc nữa. Lại đến lượt tôi phục dì. Khi bài tôi đã thuộc, tấm vải của dì được ra, rồi dì rũ váy mấy cái cho lông vải bay hết, rồi lại ôm tôi vào lòng mà vuốt hai cái trái đào của tôi. Những lúc ấy tôi thấy êm ái chẳng khác gì nằm trong lòng mẹ. Dì Hảo ơi, tôi hãy còn nhớ cái ngày dì bỏ tôi đi lấy chồng. Đó là một buổi chiều có sương bay. Người ta đã đến đón dì vào lúc mờ mờ tối. Cũng chẳng lấy gì làm đông lắm. Bên nhà trai đâu lẻ tẻ 10 người. Về đằng nhà gái, nhà tôi chỉ có 2-3 người chị em đưa dì đi. Chính tôi cũng chẳng đi được. Mẹ tôi bảo không có cỗ đâu. Nhà người ta có chở, chỉ biện khơi chầu bát nước. Nhưng nào tôi có đòi đi để được ăn cỗ đâu. Tôi chỉ theo dì Hảo của tôi. Từ trước đến nay có bao giờ dì đi đâu mà để tôi ở nhà. Người ta giữ tôi lại. Tôi tức òa lên khóc. Tôi tức bà tôi tức thầy mẹ tôi tức cả dì Hảo nữa. Tôi tự hỏi sao dì cứ phải đi lấy chồng, mà ngay bây giờ nữa, dì Hảo hỡi. Có lúc tôi vẫn ân hận, vì dì đã đi lấy chồng. Nếu dì cứ ở nhà, nếu dì cứ là một người dì của tôi mãi mãi, thì có lẽ khỏi khổ, ít ra thì dì cũng đỡ khổ hơn bây giờ. Nhưng mà sự ấy đã không thể đừng được. Dì Hảo đã đi lấy chồng, mang theo cho người ấy tất cả lòng yêu, vẫn để cho tôi. Và người ấy đã nhận tấm lòng yêu ấy,
Nhận lấy mà chẳng làm gì cho đáng nhận. Người ấy không yêu gì. Thật mà, người ấy chẳng yêu gì Hào đâu, mà lại còn khinh gì là khác. Hắn khinh gì là đứa con nuôi, còn hắn là con dòng cháu giống. Tuy rằng nhỏ xác, hắn nhất định cũng không làm gì. Hắn lấy vợ để cho có vợ nó nuôi. Dì Hảo cũng nghĩ đúng như thế, dì làm mà nuôi hắn. Người vợ đảm đang ấy mỗi ngày kiếm được 2 hào, dì ăn có 5 xu, còn 1 hào thì hắn dùng mà uống rượu. Và dì Hảo sung sướng lắm, gia đình vui vẻ lắm. Nhưng sự tai ác của ông trời bắt dì đẻ một đứa con. Đứa con chết mà dì tê liệt, mỗi ngày ngồi là một ngày không có 2 hào. Người chồng muốn đó là cái lỗi của người vợ vô phúc ấy. Nhưng mới đầu hắn chỉ nghĩ thế thôi, là vì nhờ ít tiền dành dụm, người ta vẫn có thể đủ cả cơm lẫn rượu. Nhưng rồi phải bớt đi, đến cả cơm cũng thế. Đến lúc ấy thì hắn không nhịn được nữa. Hắn chửi bâng quơ, hắn chửi những nhà giàu, hắn chửi số kiếp hắn. Và sau cùng thì hắn chửi vợ. Ồ, hắn chửi nhiều lắm. Một bữa đói rượu, rồi tình cờ có một bữa rượu say. Dì Hào chẳng nói năng gì, dì nghiến chặt răng để cho khỏi khóc. Nhưng mà dì cứ khóc. Chao ôi, dì Hào khóc. Dì khóc nức nở, khóc nức lên. Khóc như người ta thổ, dì thổ ra nước mắt. Nhưng đã vội phí nước mắt làm gì nhiều đến thế. Vì dì còn phải khóc hơn thế nhiều. Khi hắn chán chửi, bỏ nhà mà đi. Bỏ dì bơ vơ, đau ốm, để tìm cơm rượu. Trách làm gì hắn, cái con người đã bắt buộc phải tàn nhẫn ấy. Hắn phải ăn, phải uống, phải vui thú. Đó là đời của hắn. Dì Hảo què liệt, không còn những cái ấy để mà cho. Không, dì có trách chi con người tàn nhẫn ấy. Cũng như dì đã không trách bà tôi, đã làm ngơ không cấp đỡ cho dì. Bà tôi còn giàu như trước nữa đâu. Bà đã già, đã ốm yếu và khổ cực thay. Đã nghèo như lúc mới 22. Cái cơ nghiệp của người gây dựng, thầy tôi buôn bán thua lỗ. Chúng tôi học hành tốn phí nhiều, đã tan tác đi theo gió 4 phương. Người chỉ có thể đem đến cho dì Hảo ốm đau và mỗi ngày 1 xu quà, và rất nhiều nước mắt và rất nhiều lời than thở. Nhưng rồi bệnh của dì cũng qua đi, nó qua đi như một thằng quái ác chán không muốn hành hạ một kẻ kiên nhẫn. Dì Hảo lại đi làm, lại có tiền, lại muốn có chồng để mỗi ngày ăn 5 xu và hắn dùng 1 hào còn lại đi uống rượu. Thì quả nhiên là hắn về. Hắn về với một cái quần đen, một cái áo tây vàng, túi xóc xách tiền và một người vợ theo chơ cháo. Thoạt đầu thì người vợ chính ngạc nhiên, rồi thì tức tối, sau cùng thì dì nhẫn lại. Phải, nhẫn lại là hơn. Nếu hắn không về thì cũng thế. Nhưng mà hắn đã về và làm chủ cái lều và 3 sào vườn của ông cha để lại. Hắn tưởng có quyền chẳng làm mà chỉ uống rượu và ăn cơm. Và uống, ăn rồi nói cười sặc sụa. Cái con vợ bé ấy chơ cháo lạ. Nó chẳng làm gì cả. Nó hát những câu tục tằn. Nó uống rượu tựa đàn ông, hút thuốc tựa đàn ông, búi tóc ngược, quần áo trắng tựa đàn ông. Nó sẽ lôi chồng gì vào đáy sâu địa ngục thôi, treo leo thay cho cái linh hồn của chồng gì. Thế mà chồng gì lại say mê nó lắm. Chồng gì gọi nó là mợ mình và mua cho nó những hộp sữa bò 6 hào 7 khi nó ốm hay làm ra vẻ ốm. Còn gì gì biết phận gì. Dì cố nhắm mắt để khỏi trông thấy chúng. Dì chẳng hé răng nói nửa lời. Nhưng dì khóc ngấm ngầm. Khi chúng cười vui, dì nhịn. Quắt ruột khi chúng ăn phung phí. Dì héo hắt đi, dì còm cõi. Đúng như một con mèo đói. Nhưng nếu dì còn được như thế mãi. Một buổi sáng, chừng như chúng đã cạn tiền và cạn cả lòng yêu. Dì đoán thế vì luôn 2-3 hôm, dì không thấy chúng uống rượu và cười sặc sụa. Con vợ bé vừa nhổ bọt vừa nói cằn nhằn. Anh đàn ông hõm má vào và lõ mũi ra. Hắn vừa khoằm khoằm, mắt vừa văng tục. Con kia mặt sưng lên, cứ nói một câu lại cho người lên một cái và vỗ đùi đồm đồm. Chúng nó nhảy sổ vào nhau, rồi đấm đá, cắn cấu lẫn nhau với những tiếng gào thét ầm ĩ quá. Chẳng biết làm sao để mặc chúng, dì bỏ đi làm. Cũng như dì đã mặc những phút mặn đồng của chúng. Chiều hôm ấy nhà có vẻ đám ma. Dì không thấy con vợ bé đâu, cả chồng dì cũng thế. Nhà cửa đồ đạc thì bừa bộn. Mấy cái nồi đất và đôi lọ sách nước tan ra từng mảnh. Lấy tiền đâu ra mà sắm sửa bây giờ? Trời ơi! Nhưng kia hắn đã về. Hắn về có một mình, một chai rượu trong tay và những tia giận bừng bừng trong mắt. Hắn uống rồi lại uống. Uống lẳng lặng như chưa bao giờ hắn uống.
Hắn uống cả chai, rồi hắn đập chai ra và chửi. Hắn chửi bâng cua, hắn chửi số kiếp hắn, hắn chửi đàn bà, hắn chửi con vợ bé. Dì Hảo cắn chặt răng để cho khỏi khóc, nhưng cứ khóc. Hôm sau hắn ra đi không biết đi đâu. Dì Hảo ngạc nhiên rồi tức tốc. Sau cùng thì dì nhẫn nại. Phải, nhẫn nại là hơn. Nếu hắn cứ ở nhà thì cũng thế.